kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Biển Đông là dậy sóng khi khả năng đón bão hoặc áp thấp nhiệt đới vào tuần tới. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, Biển Đông khả năng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên đất liền Việt Nam, sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, ghi nhận từ VTC News. Theo fanpage, trang tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, khoảng 21 đến 22 tháng 10, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới ITCG. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới. Từ 23 đến 25 tháng 10, Biển Đông khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Ngoài ra, cả hai đợt không khí lạnh tác động tới miền Bắc nước ta trong những ngày tới. Cụ thể, đợt 19 tháng 10, không khí lạnh lệch đông, không ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông. Không khí lạnh tràn về vào khoảng 22 tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến đất liền và gây mưa, giảm nhiệt rõ rệt. Miền Bắc trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, gió trên vịnh Bắc Bộ cấp 6, giật cấp 8, mưa vừa mưa to trên khu vực Trung Bộ. Nhận định, hình thế thời tiết từ đêm 20 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, Bắc Bộ mưa rào và rải rác có nơi có dông, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Từ đêm 22 tháng 10, khu vực này sẽ lạnh về đêm và sáng. Bắc Trung Bộ từ đêm 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 20 tháng 10 đến 21 tháng 10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 21 tháng 10 đến 24 tháng 10, khu vực này có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Hà Nội, từ 19 đến 22 tháng 10 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10, thời tiết thủ đô không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nỗi lo sạt lở bờ biển mùa mưa bão. Thời gian qua, bờ biển ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam liên tục bị triều cường xâm thực, sạt lở lấn sâu vào đất liền. Hiện nay, đang vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương và người dân rất lo lắng, đã nỗ lực phòng chống sạt lở bờ biển, nhưng tình hình ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Ngày 17 tháng 10, chúng tôi trở lại thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chứng kiến cảnh bờ biển bị xâm thực, lấn đất vườn, đe dọa nhà ở của người dân. Chia sẻ với báo Đại Đoàn Kết, ông Trương Công Trực, 68 tuổi thôn Trung Phường cho biết, trước đây biển ở ngoài xa kia, còn bây giờ biển đã lấn vào chỉ cách nhà vài chục mét. Không riêng tôi mà người dân ở đây ai cũng rất lo lắng cho tình trạng này. Ngay cạnh nhà ông Trực là nhà của anh Trương Công Tuấn, con trai ông Trực, cũng bị hư hỏng nặng, bỏ không mấy năm. Thực tế, cơn bão năm 2022, gió biển dỡ mái xô đổ cửa nhà và làm hỏng hầu như toàn bộ vật dụng của ngôi nhà cấp 4 mới xây được vài năm. Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng con trai khăn gói vào Nha Trang để mưu sinh. Còn vợ chồng ông chẳng đi đâu được nữa, đành tiếp tục trú ngụ trong ngôi nhà cũ này. Theo ông Trực, để bảo vệ nhà cửa, hàng năm các hộ dân ở đây lại xúc cát đắp bờ hoặc đóng cọc tre gia cố hạn chế sóng biển tấn công vào bờ. Năm ngoái, dân làng đắp 600 bao cát để kè, có người chở cây tre về đóng cọc, đổ cát để bờ chống sạt lở, nhưng rồi qua một mùa mưa bão đâu là vào đấy. Còn nhà bà Nguyễn Thị Vân, 66 tuổi, thôn Trung Phường cho biết, giờ đây bà đang phải ở nhờ nhà của con, còn ngôi nhà của bà đã bị sóng biển đánh sập cách đây mấy năm. Gia đình chúng tôi gắn bó với vùng đất này nhiều đời rồi, giờ tôi biết đi đâu để mưu sinh, lấy gì để sống. Cứ đến mùa mưa bão là sống trong tâm trạng lo sợ. Bà Vân nói và cho biết, theo phương án được chính quyền xã Duy Hải công bố, thì mỗi hộ dân đồng ý di dời khỏi khu vực bị sạt lở, sẽ được phân một lô đất và hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt. Nhưng bà đã lớn tuổi, giờ kinh tế dựa vào người con trai hành nghề đi biển. Nếu dời đi nơi khác, vừa không có tiền làm nhà, công việc của con trai cũng khó mà duy trì được. Ông Trần Văn Sim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Hải cho biết, tình trạng xâm thực bờ biển đã xảy ra cả chục năm qua và ngày một nghiêm trọng, nước biển dâng cao, gây sạt lở, làm hư hỏng nhà cửa, đất trồng trọt của người dân thôn Trung Phường. Mức độ sạt lở bờ biển diễn ra nghiêm trọng khoảng 3 năm gần đây. Theo ông Sim, hiện nay hơn 1 km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân trong diện bị ảnh hưởng, biển ăn sâu vào đất liền khiến không chỉ người dân mà chính quyền cũng hết sức lo lắng. Ủy ban Nhân dân xã liên tục đề xuất, làm kè, bảo vệ nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được triển khai.
Lo sợ trước sự tấn công của triều cường gây sạt lở xâm thực, nhiều người bán nhà hoặc đi nơi khác để sống. Hiện còn 14 hộ trên 57 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm nhưng chưa di dời. Để đảm bảo an toàn mùa mưa bão, các lực lượng túc trực hướng dẫn hỗ trợ đưa người dân di dời đến nơi tránh trú an toàn. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã có văn bản về việc xử lý tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn, đã giao cho các địa phương tổ chức xử lý như thông báo, cấm biển cảnh báo, khoanh vùng, ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở, chỉ đạo việc xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở, tổ chức khảo sát, đánh giá, lập dự án đầu tư xây dựng kè, cùng các phương án khác để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành địa phương liên quan, tổng hợp, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đề xuất, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh và tiếp tục kiến nghị các bộ ngành trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xử lý các khu vực bờ sông, bờ biển sạt lở nguy hiểm trong những năm tiếp theo. Dự báo vẫn còn siêu bão trước khi mùa bão 2024 kết thúc. Tin bão mới nhất của ABC News cho hay, nhiệt độ có thể bắt đầu giảm khi bắt đầu mùa thu nhưng bão ở Đại Tây Dương vẫn chưa kết thúc. Không ngoại lệ, Biển Đông có thể xuất hiện 5 cơn bão trong 3 tháng cuối năm. Ghi nhận từ tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống, nước biển ấm nóng có thể trở thành nhiên liệu cho một cơn bão hủy diệt trong mùa bão năm 2024. Đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương đã qua, nhưng vẫn còn có khả năng hình thành những cơn bão mạnh trước khi mùa bão kết thúc vào ngày 30 tháng 11 và thậm chí bão có thể tiếp tục xuất hiện khi đã qua mùa bão. Hiện có hai áp thấp đang được theo dõi sát ở Đại Tây Dương. Theo dự báo mới nhất, không có áp thấp nào trong số này sẽ mạnh lên thành bão lớn đe dọa đất liền Mỹ. Dự báo cho biết áp thấp ở Tây Caribe có 20% khả năng trở thành áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần, do đó khả năng xảy ra mưa lớn vào cuối tuần này ở Trung Mỹ và một số vùng trên bán đảo Yucatan. Áp thấp thứ hai ở giữa Đại Tây Dương có 40% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong ngày 18 tháng 10 và có thể mang theo mưa lớn, gió giật đến phía Bắc Caribe, trong đó có Puerto Rico. Tuy nhiên, cả hai hệ thống này không được dự kiến mạnh lên, đủ lớn để trở thành Nadine, cơn bão được đặt liên tiếp theo trong mùa bão Đại Tây Dương. Nhà dự báo Marshall Shepard, giám đốc chương trình khoa học khí quyển của Đại học Georgia, cựu chủ tịch Hiệp hội Khí tượng Mỹ chia sẻ với ABC News. Nhà khoa học khí quyển Jennifer Francis tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Woodwell chỉ ra, gió Đức từ một front lạnh, tức rìa phía trước của khối không khí lạnh và khô ở miền Đông Mỹ, đang ngăn chặn sự phát triển của các cơn bão nhiệt đới ở phía Nam. Khối không khí lạnh này có xu hướng ngăn chặn các cơn bão hình thành và có thể xé toạc các cơn bão, bà nói. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương là ngày 10 tháng 9, nhưng hoạt động dữ dội của mùa bão diễn ra sau đó với bão Helene hình thành vào ngày 24 tháng 9 và siêu bão Milton vào ngày 5 tháng 10. Cả hai cơn bão mạnh này đều đổ bộ vào bờ biển phía Tây Florida. Ông Shepard cho biết khả năng hình thành bão sau thời điểm này trong năm là dưới 5% và nếu có, rất có thể bão sẽ đổ bộ vào Florida. Trong khi đó, bà Francis cho biết bão áp thấp nhiệt đới phát triển vào tháng 11 có xu hướng tập trung nhiều hơn ở phía Tây Đại Tây Dương, nhiệt đới bao gồm Tây Caribe và Vịnh Mexico. Tuy nhiên, nhiệt độ đại dương nóng ấm kỷ lục có thể làm tăng khả năng hình thành một cơn bão nhiệt đới, nhà dự báo Francis lưu ý. Chuyên gia thời tiết này cho biết nhiệt độ ở Đại Tây Dương, Caribe và Vịnh Mexico đều đang tăng cao, vì vậy bất kỳ cơn bão nào hình thành sẽ có đủ nhiên liệu để lấy từ Đại Tây Dương, bà cho biết. Dự báo diễn biến mùa bão năm 2024 là tích cực cho 7 đến 10 ngày tới. Nhưng những điều kiện về một cơn bão nhiệt đới mạnh lên sẽ thuận lợi hơn vào cuối tháng 10 do những sự thay đổi của gió tầng trên, bà Francis cho hay. Dù hiếm nhưng dữ liệu cho thấy bão có thể hình thành vượt ra ngoài mùa bão truyền thống. Tháng 12 năm 2005, bão Epsilon và bão nhiệt đới Zeta hình thành ở lưu vực Đại Tây Dương sau khi mùa bão chính thức kết thúc. Bão Alex năm 2016 là một cơn bão nhiệt đới bất thường hình thành vào tháng 1. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.